Sibogai 2 máy 22 chấm mấy kilowatt đây, 22.8 kilowatt, 31 ngựa đây, pha nhớt tự động đầy đủ hết nè con, đồng hồ báo nhớt, có điện báo bình đầy đủ. Giờ test thử nha, giờ mình giật ha. Chơi với mạnh chỉ ra hả, mới xảy ra nhỏ rồi con, bơm nước rồi siêu tốc luôn. Hồ bảy lầy luôn á, không mới có chút xíu mà nước cái này chắc có ngàn khối giờ quá. Cái này là nếu mà theo cái thông số nó là 1 phút nó bơm 1,5 khối nước đó nha. Phút khối rưỡi hả? Rồi là có đầu nén á, còn nếu mà không có đầu nén chỗ này mà chạy ga anti thôi là 1 phút cũng là 1,5 đến 3 khối. Tại vì cái đầu nén nó bóp lại còn 20, để nó bắn xa đi là đã 1,5 khối rồi. Còn cái này ga trực tiếp 65 này thì có thể gấp 3 lần. Rồi có thể là 1 phút cũng bơm được 3 khối, 4 khối. Quá trời. Khi mình nén lại nó cái đầu cái lỗ còn 20 à. 65 mà bóp đầu là còn 20 nó mới bắn xa đi được. Quá trời bơm tốc độ luôn. Nửa ga là áp lên 8 kg đó. Ga đâu có hao xăng nhiên, nó chạy tốc độ nhỏ. Rồi chạy tốc độ nhỏ này đâu có hao đâu, nó chạy cái này là cũng như cái quy định của nó là 13 lít xăng trên 1 giờ là mình chạy cái tốc độ là gần maximum á, gần hết ga. Dạng bắn đôi cao ha. Bắn cao á là mới, còn nếu chạy ga anti thì đâu có tới. Nhưng mà cái công suất nó lại bơm là tính ra không giữ chứ. Khi xưa nếu mà bữa hổm tính còn một lần mà quên đó là ví dụ mà dùng cái con motor, mình nói thí dụ đi, dùng một con motor để bơm